Bao nhiêu em ha? Chào mọi người, đây là một quán cà phê có coi không nè. Quay vlog luôn. Sao em quay vlog? Hả? Quay ở dưới đây nè. Quên đi ngắm cá được cái gì vậy? Ở cà phê cái đẹp nhất là đặt ở cái này. Đúng rồi. Nói chung là máy này quay khá ổn định ấy nhỉ. Tại vì máy kia thì em không có xài thử bao giờ nên em không biết. Máy này quay được khá ok. Anh có phát biểu đôi lời gì không? Thì hôm nay hai anh em mình đi uống nước cà phê mọi người ở một cái quán Ruby Koi. Thì trong cái quán nước này nó có rất là nhiều cá koi mọi người. Con nào con nấy rất là to. Một con này chắc là ăn được một con bự. Hello các bạn nha. Mình rất là cá tính mà giống như là Tây vậy. Cao ráo, đẹp trai, hớt tóc búi rồi sao. Cái này cái hồ riêng đó ta, hay nó thông rồi đó luôn ta. Quán này rất là rộng nha mọi người. Khói đồ nhìn khói rồi trông rất là mờ ảo. Cái này mở ra lâu chưa em? Cái này chắc phải em nghĩ khoảng vài năm. Cái này quá đẹp ha. Cá này đẹp hơn cá bên kia nữa. Lộn nó cũng đồng hồ. Đẹp. Rất là đẹp luôn mọi người. Mỗi con cá cái máy này nó tạo ra khói luôn hả? Đúng rồi, máy tạo khói. Máy này ấy mà, máy này mua có mà. Hỏi có bán không, mua con gì nuôi? Không nha, bán nghĩ là mà về là thành cá chép luôn.
cá koi này là nó thuộc cái họ cá chép mà. Thì đó, cái này nè. Cá koi này thuộc rất là đẹp mọi người. Câu hỏi là sao? Là sao? Em hỏi quán này mở lâu chưa? Trả lời là chưa, cũng lâu rồi mới sửa sang mà không biết. Ý nói là cái này cũng mở lâu rồi mà lúc trước nó không có đẹp, đúng không? Chứ là quán thì hỏi quán này mở lâu cà phê cá này. Đây là mọi người, đây mình uống, đây là sinh tố xoài cho mọi người. Rất là ngon. Kêu sinh tố gì? Em uống nước ép rồi sao? Cái này sinh tố mà toàn món ấy không? Nước ép. Phong cảnh rất là lý tưởng mọi người. Này để mà gia đình hay là vợ chồng rồi hay là người yêu rồi đi dắt vô đây đi dạo rồi rất là thoải mái, rất là tinh thần. Quán này mình cũng mới biết cái đây mọi người, mới đi vô lần đầu tiên thôi, nên là mình quay mình review lại cho mọi người xem. Rồi được rồi, không biết nói gì được. Sao kỳ thế, không biết nói gì là sao. Món này vô review khá là hai mọi người, thì hôm nay anh em mình uống nước và mình review cái quán này đến đây thôi nha mọi người. Mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Nếu mọi người xem thấy hay hãy đăng ký kênh và bật chuông ủng hộ kênh. Rồi mình mai mốt mình có động lực quay tiếp những video khác. Rồi xin chào, bye bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân. Xin chào mọi người. Thank you.